Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 225 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like và share video, đặc biệt hãy comment những nhận xét cảm xúc của quý vị về bộ truyện cũng như về giọng đọc. Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói, đại quân địa ngục thấy chủ soái cùng Giang Nam chém giết, sát nhập ở chỗ sâu trong tinh không, không thấy tung tích gì, lập tức xây dựng cơ sở tạm thời, cảnh vệ, đề phòng. Đột nhiên thấy Nguyên Chỉ Đại Tôn thong dong đi tới, không nghi ngờ gì, vội vàng có mấy tiểu thống lĩnh tiến lên, đem đại điểu biến thành Nguyên Chỉ Đại Tôn kia đón vào bên trong trận doanh. Đại điểu kia mới vào tiến vào bên trong trận doanh, mi tâm đột nhiên vỡ ra, vô số đầu chiến minh cự thú chen chúc chui ra khỏi mi tâm tử phủ của hắn, không khỏi phân trần, há miệng liền mọi nơi ăn người. Chiến minh cự thú như thủy triều mọi nơi dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc liền bao phủ mấy trăm chiếc viễn cổ ma hạm. Tất cả cự thú há miệng nuốt luôn, nắm đấm móng vuốt sắc bén cây đuôi đều là lợi khí công kích sát phạt, đem từng tôn địa ngục thần ma mà xé nát nuốt vào trong bụng. Địa ngục thần ma lưu thủ ở chỗ này ý đồ hội tụ cùng một chỗ chống cự, nhưng bị chiến minh cự thú một phen trùng kích lập tức thất linh bát lạc, nhao nhao bị giết. Cũng có người thúc giục diệt thần ma quang pháo, tên viễn cổ ma hạm hỏa lực loạn oanh. Tiếc rằng chiến minh cự thú sát nhập hang ổ lại giết không bao giờ hết, rất nhanh mấy chục vạn địa quân đại ngục còn sót lại tàn sát không còn, hết thảy táng thân trong bụng thú, chỉ còn lại có từng chiếc chiến hạm. Cái này không thể ăn được, không thể ăn. Đạo nhân đầu chọc kia chứng kiến một đầu cự thú nắm lên một chiếc viễn cổ ma hạm liền hướng trong miệng ném đi, vội vàng kéo lấy ma đuôi chiến hạm hướng ra phía ngoài kéo ra, cả giận nói: "Ấy da, ta nói cái này không thể ăn, chúa công có nói lưu lại có trọng dụng mà, không thể ăn được." Đầu chiến minh cự thú kia lưu luyến nhổ ra chiếc viễn cổ ma hạm, lè lưỡi liếm một cái, chỉ nghe ầm một tiếng, cột buồm ma hạm liền không cánh mà bay. Đạo nhân đầu chọc giận dữ liền tranh thủ thu nhập từng chiếc chiến hạm vào trong mi tâm, kiểm tra lại một chút vẫn là thiếu đi 30-40 chiếc, là bị chiến minh cự thú khác vụng trộm mà ăn vào. "Thần thiếu yêu vương, ngươi mang theo những chiến hạm này quay trở lại Huyền Minh Nguyên giới, đem chiến hạm giao cho Tố Thiên Hầu." Đột nhiên một thanh âm truyền đến, sau đó thân ảnh Giang Nam xuất hiện từ trong hư không hiện ra nói: "Còn nữa, đánh nát thế giới kiều ở giữa nguyên giới cùng kiểu U Minh giới đi." Đầu chọc đạo nhân này đúng là thần thiếu yêu vương, nghe vậy nói: "Chúa công, dùng thực lực của ta còn không cách nào mà oanh đoạn thế giới kiều được." Giang Nam nhíu mày nói: "Vậy thì mời chủ mẫu của ngươi ra tay, phải tất yếu hủy diệt thế giới kiều." Thần thiếu yêu vương lĩnh mệnh, lập tức hóa thành một đầu thần điểu vỗ cánh bay đi. Mi tâm Giang Nam vỡ ra như một cái lỗ đen, đột nhiên đem tất cả chiến minh cự thú xoắn lên, hết thảy thu nhập bên trong mi tâm tử phủ. Ánh mắt hướng phương hướng tiểu quang minh giới nhìn lại, chỉ thấy ở giữa tiểu quang minh giới cùng kiểu U Minh giới còn có từng tòa thế giới, bất quá những thế giới này đã đen tối không rõ, ma khí ở trong đó quay cuồng, hiển nhiên là địa ngục thần ma đã xâm chiếm ở chỗ đó. Theo ma khí di động đến xem, có thể nhìn ra được địa ngục đại quân đến tiếp sau đang xuất động, từ nguyên một đám thế giới kéo đến, liên tục không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Nhất là trưởng lâu nguyên giới cách kiểu U Minh giới gần nhất, càng là ma khí thâm trầm, có đại khủng bố. Để trước tìm một chút thư thật vậy. Thân hình Giang Nam lóe lên, càng người trong lúc đó dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, hướng trường lâu nguyên giới mà đi. Hắn chân trước vừa đi, Nguyên Chỉ Đại Tôn chân sau liền đến. Mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy mình xuất lĩnh địa ngục trăm vạn đại quân, tổng số trăm chiếc ma hạm, hết thảy không thấy tung tích, không khỏi vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Hắn vốn là đuổi giết Giang Nam, hai người chiến đến ở chỗ sâu trong tinh không, làm hỏng vô số ngôi sao, đột nhiên cả người Giang Nam ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Tùy ý cho hắn thi triển tất cả thủ đoạn đều thủy chung tìm không được phương vị của Giang Nam. Hắn quyết định thật nhanh vòng quay trở lại, lại biết rõ Giang Nam chỉ sợ đã ly khai đi ám toán hạm đội của mình cùng mấy chục vạn đại quân còn lại,
hiện tại quay trở lại còn kịp. Hắn lại không nghĩ rằng Giang Nam không có tự mình động thủ. Ở trong mi tâm của Giang Nam không chỉ có chiến minh cự thú, còn có một đầu thần thiếu yêu vương. Thần thiếu yêu vương đem những chiến minh cự thú này thu nhập từ phủ của mình, lại giả vờ chết rơi vào trong tinh vân. Chi Mừng vốn giỏi về giả chết, mà đối với thần thiếu yêu vương, cái thiên thần bậc này, Nguyên Chỉ Đại Tôn căn bản chưa từng để ở trong lòng, cũng không có đi thăm dò xem thần thiếu yêu vương chết sống ra sao, chỉ lo đuổi giết Giang Nam thu hoạch đại công, lại làm cho thần thiếu yêu vương hóa thành hình dạng của hắn, buôn bán lời đại doanh của hắn. Tà chiến bại, trăm vạn đại quân chết tinh quang, ngay cả ma hạm cũng bị cướp đi rồi, chỉ sợ là tử tội. Trong mắt Nguyên Chỉ Đại Tôn hiện lên một vòng tàn khốc, hướng Huyền Minh Nguyên Giới bay đi, thầm nghĩ: Huyền Thiên Giáo Chủ, Huyền Thiên Giáo Chủ không có đi xa, nhất định là tiến về Huyền Minh Nguyên Giới rồi, ta liền sắp nhập Nguyên Giới cùng hắn liều cái mạng này. Mà ở phía trên Nguyên Giới Chủ Tinh, thần thiếu yêu vương bái kiến chủ mẫu Thiên Vi, nói với nàng Giang Nam dặn dò lập tức đi gặp Tố Thần Hầu. Thiên Vi nhíu mày suy nghĩ nói: Nếu như dùng thực lực của ta chặt đứt thế giới kiều, đoạn tuyệt liên hệ của hai đại vũ trụ, chỉ sợ vẫn còn có chút bất lực. Bất quá bảy vị thánh vương ở đây, ngược lại có thể thong dong chặt đứt thế giới kiều được rồi. Nàng lúc này tiến lên, bọn người đại thánh vương cũng không có từ chối, theo nàng cùng đi đến Huyền Minh Nguyên Giới thế giới kiều. Mọi người đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy ma khí cuồn cuộn từ một chỗ khác của thế giới kiều cuồn cuộn mà đến, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Bên trong ma khí, một ma tôn lửa giận ngập trời, đằng đằng sát khí. Thiên Vi cùng bảy thánh vương không khỏi ngây người: Mẹ nó, Huyền Thiên Giáo Chủ lại đây lợi nhuận với ta nào. Ma tôn kia đột nhiên chứng kiến đầu cầu đứng một nữ thần tôn cùng một thần chủ bộ lông nồng đậm, còn có 6 thần quân, không khỏi sợ tới mức hồn bay lên trời, vội vàng dừng bước lại, tức giận mắng một tiếng, quay đầu liền đi. Đại ca, muốn giết đi qua không? Thùng Luồng Thánh Vương liếm liếm môi nói nhỏ. Thân hình đại thánh vương phiêu khởi, dọc theo thế giới kiều nhanh chóng hướng bờ bên kia giết tới, quả quyết nói: Người này là Địa Ngục Ca Tỳ Ma Triều Nguyên Chỉ Đại Tôn, Địa Ngục Cứu Lộ Tiên Phong chủ soái, nếu có thể giết được hắn tự nhiên là một công lớn rồi. 6 thánh vương khác mọi người cũng gào thét dựng lên, chen chúc thẳng hướng Nguyên Chỉ Đại Tôn. Nguyên Chỉ Đại Tôn quay đầu nhìn lại, không khỏi đại hận: 7 thánh vương đánh nhau cũng là cùng tiến lên, thế này thì không giảng đạo lý rồi. Lão tử nếu có 6 thần quân huynh đệ, lão tử còn sợ các ngươi sao? Thiên Vi nhìn 7 người đuổi giết Nguyên Chỉ Đại Tôn kinh ngạc không dứt, khổ não trong chốc lát, thở dài mà nói: Xem ra chỉ có một mình ta oanh gãy thế giới cầu này rồi, hai vị đạo hữu kính xin hiện thân đi. Bên cạnh nàng, trong lúc bất chợt, riêng phần mình hiện ra 2 chân thân cùng Thiên Vi giống nhau như đúc vậy, rõ ràng là chân thân kiếp trước cùng kiếp sau của nàng, thế nhưng cũng là thần tôn cảnh giới. 3 chân thân của Thiên Vi khẽ đung đưa, đột nhiên đỉnh đầu thần quang vốn dũng hóa thành ao sen, riêng phần mình có 6 thần tôn hóa thân, thêm ở chung một chỗ có tất cả tam đại thần tôn chân thân, 18 thần tôn hóa thân. Huyền Thiên Thánh Tông trưởng giáo phu nhân, Đô Thiên Thần Giới nữ chủ nhân, Đông Cực Thần Triều Tả Thiên Thừa phu nhân này đột nhiên nhất tề sắp trá, lại loại thần thông nhất tề hướng thế giới cầu mà oanh khứ. Thế giới kiều chấn động, lối đi tương liên giữa hai đại thế giới nhất thời ở dưới thần thông của nàng bắt đầu sụp đổ. Thiên Vi từng đạo thần thông trào ra, liên tục không ngừng hướng thế giới kiều mà oanh khứ, chỉ thấy lối đi trăm vạn dặm không ngừng hỏng mất tan rã, cuối cùng cả tòa thế giới kiều ra đến hàng tỷ dặm bị nàng nhất cử oanh sập, không còn tồn tại. Thân thể có chút gầy yếu của Thiên Vi khẽ đung đưa, tôn tôn chân thần hóa thân lần lượt dung nhập vào trong cơ thể nàng, biến mất không thấy gì nữa, lúc này nàng mới trở về Thánh Tông. Mà ở phía xa, Tố Thiên Hầu đột nhiên xoay người, kinh nghi bất định nhìn thế giới kiều đi thông cửu U Minh Giới, lại nhìn về phía Thiên Vi công chính chỉ điểm nhiều thần ma thiên thần Thánh Tông bày trận, trầm ngâm trong chốc lát, hướng Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Khuyết đạo nhân nói nhỏ: Tả Thiên Thừa phu nhân thâm tàng bất lộ, chỉ sợ so sánh với Tả Thiên Thừa còn muốn cường hoành hơn vài phần. Tử Phòng đạo nhân cùng Phản Khuyết đạo nhân không khỏi giải thích được ý nghĩa. Hai người bọn họ mặc dù mượn Bổ Thiên Thần Nhân ban thưởng cơ duyên tu thành thần tôn, thế nhưng lại không có cảm ứng được lúc thế giới kiều hỏng mất rung động thâm trầm kia,
nhưng cỗ rung động này không giấu giếm qua được Tố Thần Hầu. Trải qua thời gian, Thiên Vi cũng là núp ở phía sau Giang Nam, không người nào biết thực lực, để cho rất nhiều người cũng khinh thường vị Huyền Thiên Thánh Tông nữ chủ nhân này. Mà giờ khắc này nàng động thủ nổ nát thế giới kiều, rốt cục bị Tố Thần Hầu biết được thực lực kia khủng bố thế nào. Thiên Vi ở trước La Thiên đại chiến vẫn là thần chủ đại viên mãn cảnh giới, khi đó hai chân thân cùng 18 hóa thân khác của nàng cũng là thần chủ đại viên mãn. Thế nhưng sau khi La Thiên đại chiến, Giang Nam đem La Thiên gặp gỡ của mình chia cho nàng một phần, rốt cục làm cho nàng đột phá đến thần tôn cảnh giới, cái này mới có tiền vốn hùng cứ thiên hạ. Tại Trường Lâu Nguyên Giới, Giang Nam ẩn sâu trong hư không, ở trong Trường Lâu Nguyên Giới như đi vào chỗ không người, tinh tế đánh giá địa ngục vạn giới ở Trường Lâu Nguyên Giới bố trí, trong lòng chấn động, chỉ thấy trong Trường Lâu Nguyên Giới, địa ngục đại quân bố trí vô cùng xâm nghiêm, có bộ binh doanh, kỵ binh doanh, trận binh doanh, lâu thuyền doanh, thần thông doanh, kỳ doanh, ngũ sa doanh, ngự thú doanh, mùi xe bảo liễn, quả thực chính là một tiểu thần triều. Trừ những cái đó ra, Giang Nam còn chứng kiến nhiều ma chủ ma tôn, ngay cả ma quân cũng nhìn được mấy vị. Còn có mấy người mặc dù là thần chủ, thần tôn cảnh giới, thế nhưng tu vi thâm hậu, cơ hồ so sánh với thiếu niên thần đế cũng không yếu, trong lòng lại càng khiếp sợ. Nhiều cường giả có đế tư như vậy, còn có nhiều bá chủ như vậy tụ tập ở dưới trướng vị địa ngục thống soái này. Người nào phô trương lớn như vậy đây? Chẳng lẽ là một vị ma đế tự mình xuất chinh sao? Hắn thi triển luyện thiên đại trận, ở trong các đại trận xuyên qua, ngay cả những đại trận này cũng không xúc động chút nào. Cho dù là thần quân cũng phát hiện không được tung tích của hắn. Chỉ thấy nhiều địa ngục ma chủ ma tôn thao luyện thần ma, khiến cho các loại trận pháp vận chuyển thuần thục. Giang Nam đem những đại trận biến hóa này thôi diễn một phen, trong lòng lại càng chấn động. Những trận pháp này cũng là đế cấp trận pháp, uy năng cực kỳ cường đại, lợi hại vô cùng. Nếu tùy tiện cùng trận pháp bậc này va chạm, cho dù là hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Thống soái địa ngục đại quân, đoạn đường này chỉ sợ là nhân vật vô cùng không dậy nổi rồi. Cho dù đặt ở trong ma đế cũng là hạng người tài hoa hơn người. Lần này Huyền Minh Nguyên Giới ta gặp nạn rồi. Tâm tình của hắn trầm trọng, ở trong từng ngọn quân doanh du tẩu, đem nhiều đại trận biến hóa hết thảy thôi diễn một lần. Biết pháp trận địch doanh, hắn có thể thôi diễn ra cách phá giải, lúc đối trận liền sẽ không ăn thiệt thòi lớn. Đột nhiên chỉ nghe tiếng trống vang lên, tôn tôn ma chủ ma tôn thu binh, dừng lại diễn luyện, rối rít hướng một ngọn thần điện nguy nga bay đi. Thiếu hư đại soái triệu tập chúng ta đi tới, có việc thương lượng. Giang Nam nghe vậy liền hơi ngẩn ra. Thiếu hư sao? Chẳng lẽ trong địa ngục có một ma đế đạo hiệu thiếu hư? Ta tại sao không có nghe nói qua vậy? Hắn đối với ma đế trong địa ngục hiểu rõ không được nhiều lắm, chỉ biết mấy ma đế có danh khí nhất trong đó, tỉ như đám người Xâm La ma đế, Ly Sử ma đế, Sa La ma đế, Khu Thần ma hoàng, không có nghe nói qua thiếu hư là hợp tình hợp lý. Nếu như chấn giữ ở chỗ này thật sự là một ma đế, ta đi trung quân dò thăm tin tức chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bất quá vì sao ta không có cảm ứng được đế uy bá đạo khôn cùng của ma đế kia vậy? Giang Nam đứng ở ngoài tòa thần điện đó tinh tế cảm ứng, chỉ cảm ứng được hơi thở của tôn tôn ma chủ ma tôn cùng ma quân. Đối với đế uy của vị thiếu hư ma đế kia không có bất kỳ cảm ứng gì, trong lòng buồn bực. Nếu như không có ma đế ở trong đại điện này, như vậy không người nào có thể phát hiện được tung tích và khí tức của ta được, cũng có thể vào xem hư thực một chút mới được. Trong lòng Giang Nam khẽ động, càng phát ra cẩn thận, chậm rãi dung nhập vào trong ma điện này. Bên trong ma điện, nhiều địa ngục bá chủ cấp cường giả hơi thở phun ra nuốt vào, pháp lực kinh khủng ở quanh thân mở ra động thiên thế giới của mình, hiển lộ rõ ràng sức mạnh to lớn vô cùng của ma thần, để cho thân ảnh của bọn họ thoạt nhìn khổng lồ vô cùng. Thậm chí thần quân cấp đầu sỏ vĩ ngạn như thiên, trong thiên đình thần ma bị đại đạo đạo tắc ngưng tụ, cơ hồ hóa thành tồn tại như thực chất vậy. Giang Nam nhìn lại thân ảnh mọi người, đột nhiên ánh mắt khẽ dừng lại, rơi vào trên người một ma thần bốn đầu bốn tay. Đại Xích Thiên Thần Chủ sao? Ma thần bốn đầu bốn tay kia chính là Đại Xích Thiên Thần Chủ. Năm đó thời điểm Giang Nam vẫn là tu sĩ, trấn áp luyện hóa Đại Xích Thiên Thần Chủ phân thân, cắn nuốt thần tính của hắn, cùng Đại Xích Thiên Thần Chủ kết thủ kết oán. Sau lại vào địa ngục đế chiến chi địa, gặp Đại Xích Thiên Thần Chủ cũng tiến vào đế chiến. Địa ngục thần chủ này nhìn thấy hắn, cho hắn là hậu bối thần tộc của mình,
đại thêm tài bồi, tận hết sức lực. Giang Nam đối với hắn cũng rất là cảm kích. Lúc này hơn 200 năm thời gian trôi qua, Đại Xích Thiên Thần Chủ đã tu thành Ma Tôn, cũng là một địa ngục đầu sỏ. Giang Nam không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này lần nữa gặp phải Đại Xích Thiên. Trừ Đại Xích Thiên ra, hắn còn chứng kiến một người quen khác nữa, đó là ban đầu cùng Đại Xích Thiên đồng hành Hỗn Thiên Thần Chủ, giờ phút này cũng là một Ma Tôn pháp lực sâu rộng. Giang Nam lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong ma điện này nhân tài đông đảo, cường giả xuất hiện lớp lớp, trong đó Ma Tôn cũng không thiếu có cường giả cường đại, có thể so với Tố Thiên Hầu hay Nguyên Chỉ Đại Tôn. Phải biết rằng Tố Thiên Hầu tuy là thần tôn nhưng chiến lực cực kỳ kinh người, có đế tư, mà Nguyên Chỉ Đại Tôn chẳng qua là sai một bước bước vào thần quân cảnh giới, lại càng có đế bảo nơi tay. Mà ngồi trong ma điện có nhân vật bậc này không thể không làm hắn kinh hãi, huống chi nơi đây cũng không phải là chỉ có Ma Tôn cường giả bậc này, còn có thần quân. Ồ, nữ thần chủ này rất là giỏi, đại đạo rất nhiều, vững chắc, so sánh với thần tôn cũng không kém chút nào. Giang Nam đột nhiên chú ý tới một vị địa ngục nữ thần chủ, mặc dù là trong địa ngục ma tộc nhưng lại sướng không gì sánh được, quần áo không nhiều lắm, lụa trắng bọc nửa hai vú, nửa khác dường như muốn nhảy ra, mê người vô cùng, là một tuyệt sắc giai nhân họa quốc ương dân. Nàng này tuy là thần chủ nhưng thân ở trong nhiều ma tôn, trong địa ngục đẳng cấp xâm nghiêm, ma chủ liền chỉ có thể cùng ma chủ ở chung một chỗ, đệ vị thua xa ma tôn. Mà nàng này có thể thân ở ma tôn vị không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, mà là bởi vì chiến lực của nàng. Ánh mắt của Giang Nam rơi vào trên người của nàng, nữ thần chủ này lập tức như có cảm thấy, quay đầu hướng hư không chỗ Giang Nam ẩn thân mà nhìn, đôi môi đỏ mọng mê người phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đại anh thần chủ, ngươi bị làm sao vậy? Bên cạnh một lão ma tôn về mặt hiền hòa liền thấy nàng như vậy liền cười hỏi. Nữ thần chủ đại anh kia hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: vừa rồi có người liếc trộm ngực của ta, kích thích ra trên ngực của ta cũng run rẩy. Ta cảm ứng được ánh mắt dâm côn kia, thế nhưng lúc nhìn lại không có phát hiện người này, vì vậy rất kinh ngạc. Lão ma tôn kia mặt già đỏ lên, liếc trộm bộ ngực trắng nõn kia của nàng một cái, vội vàng thu hồi nhãn thần mà thầm nghĩ: lão phù không phải là liếc một cái thôi sao, cái này bị ngươi phát hiện ư? Ai bảo ngươi mặc bại lộ như vậy? Lão phù không nhìn ngực của ngươi còn có thể đi xem ngực lông xù của Đại Xích Thiên Ma Tôn kia sao? Mà ở trong hư không, sắc mặt của Giang Nam cũng ngừng đỏ, không dám nhìn hai bộ ngực của đại anh nữa mà thầm nghĩ: cô gái này cũng là cảnh giác cả. Ánh mắt của ta bất quá là dừng lại chỉ trong chốc lát, tâm tình hơi có một tia khác thường mà thôi, liền bị nàng phát hiện ra. Hey, trong địa ngục nhân tài thiên tài giống như sao vậy, cũng không thua kém so với chư thiên vạn giới ta. Trong trường hạo kiếp này chỉ sợ còn sẽ có rất nhiều tân linh tân tinh dâng lên, tương lai thành tựu đế vị cũng không nói chơi đâu. Hắn lặng lẽ đánh giá, rút cục ánh mắt rơi vào trên người một thiếu niên, trong lòng không khỏi rung mạnh. Thì ra là như vậy. Thiếu niên kia hắn chưa từng thấy qua, nhưng ngồi ở trên chủ vị đại điện, nhiều ma chủ ma tôn ma quân đối với hắn cung kính lễ kính có thêm, hiển nhiên thiếu niên này chính là chủ soái đại quân đoạn đường này. Thiếu niên kia bất quá là thần chủ cảnh giới, phía sau tứ trọng thiên đình trôi nổi khẽ rung chuyển, nhưng cho dù là thần quân cường đại cùng cổ xưa nhất, thậm chí người có đế tư, đối với hắn cũng là một bậc cung kính, không dám thở mạnh một hơi. Quanh thân hắn tràn ngập đại đạo đạo tắc vô cùng cao đẳng, tiên quang lách thân, đại đạo rung chuyển thì thiên âm mơ hồ truyền ra, nói hay vô cùng. Ánh mắt của Giang Nam rơi vào trên người của hắn, cảm giác được trong cơ thể địa ngục ma tôn thiếu niên này tích chứa năng lượng vô lượng, năng lượng kinh khủng vô cùng, so sánh với ma tôn mạnh hơn. Thậm chí ở trong ánh mắt của Giang Nam, cấu tạo đại đạo của hắn cũng dần dần trở nên rõ ràng, đó là thần thông đại đạo cực kỳ cao đẳng, luyện đến cực hạn ngưng tụ mà thành, vượt qua đế cấp, đặt tới cấp bậc hoàng đạo. Chân thần, thần chủ, thần tôn, thần quân, thậm chí thần đế đại đạo đạo tắc cũng không có chất biến hóa. Nhưng đến hoàng đạo cực cảnh kia sẽ không xưng là đại đạo đạo tắc nữa, mà xưng là hoàng đạo, chí tôn cấp đại đạo đạo tắc. Cho dù là Giang Nam cũng chưa từng tiếp xúc đến hoàng đạo đạo tắc kia. Tiền thể sao? Giang Nam cũng rút ra một ngụm lãnh khí, tâm tình trầm trọng. Bỉ Ngạn nữ đế nói trong hạo kiếp tất nhiên
sẽ có tiên thể ra đời. Lần trước hạo kiếp ra đời, tiên thể là nàng. Lần này hạo kiếp ra đời, tiên thể là người khác kia. Ta vốn cho là trong chư thiên vạn giới ta sẽ có tiên thể ra đời, nhưng không nghĩ tới tiên thể lại hiện ra ở địa ngục. Khó trách địa ngục có lòng tiên như vậy. Tiên thể ra đời là thiên đạo trung quyến, ở bên trong hạo kiếp đản sinh ra thể chất vô địch. Để đối kháng với hạo kiếp 5.400 vạn năm trước, cổ tiên hạo kiếp, chư thiên vạn giới sắp bị hủy diệt. Bởi vậy, Bỉ Ngạn Nữ Đế sinh ra đời, tụ tập thiên địa linh tú, cùng số mệnh mà sinh, sinh mà thần thánh, có tiên nhân chi tư. Mà hôm nay hạo kiếp lại đến, vì vậy thiên đạo trung quyến lại có một tiên thể xuất thế. Chư thiên vạn giới cơ hồ tất cả mọi người cho rằng tiên thể mới sẽ ở chư thiên vạn giới mà sinh ra đời, nhưng không ai nghĩ tới trường hạo kiếp này đối với chư thiên vạn giới là hạo kiếp trước nay chưa từng có. Đối với địa ngục mà nói cũng là một hồi đại hạo kiếp kinh thiên động địa, đại biến cố. Trong địa ngục, quần tinh tập trung, nhân tài xuất hiện lớp lớp, không chút nào kém hơn chư thiên vạn giới. Ngày nay lại có một tiên thể xuất thế, được địa ngục thiên đạo chiếu cố cùng số mệnh gia trì, để cho Giang Nam cảm thấy cực kỳ không ổn. Tiên thể là thể chất chí cao vô thượng, có thể nói là vô địch. Mặc dù là tài hoa cùng ngạo khí, như Quang Vũ Thần Đế cũng đối với tiên thể trông nom mà thèm, thậm chí không tiếc đem mình nhốt ở trong vọng tiên đài ngàn năm, vì chính là luyện thành ngụy tiên thể. Đây vẫn chỉ là ngụy tiên thể, liền để cho Quang Vũ kiêu hùng bậc này không tiếc tốn hao ngàn năm quý giá. Giang Nam chứng kiến qua, giao thủ qua rất nhiều thần đế chuyển thế, mỗi người đều có được chỗ độc đáo của nó, đạt tới mãn phần cực cảnh. Ví dụ như Thông Ngu một trượng phá vạn pháp, thân thể Quang Vũ, Giang Nam thần thông đều là thành tựu giống như cực cảnh. Nhưng có rất ít người có các mặt đều đạt tới cực cảnh như vậy. Duy chỉ có tiên thể ngoại lệ. Tiên thể là một loại thể chất duy nhất có thể ở các mặt đều đạt thành tựu đến mức tận cùng. Hoàng đạo cực cảnh, cực cảnh đại biểu cho có thể vấn đỉnh thành tựu hoàng đạo cực cảnh, mà hoàng đạo đạo tắc thì đại biểu cho hoàng đạo cực cảnh đạo tắc. Từ thiếu hư dùng thần chủ cảnh giới liền cô đọng ra hoàng đạo, liền có thể thấy được tiên thể cường đại cùng khủng bố thế nào. Trong cơ thể hắn không chỉ có một đầu hoàng đạo đạo tắc mà là 30. Bên trong mỗi một đạo hoàng đạo đạo tắc đều đã bao hàm rất nhiều đại đạo đạo tắc, chất chứa vô tận đại đạo giải thích. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Thiếu hư, cái tên này rõ ràng có thể ở thần chủ cảnh giới liền luyện thành hoàng đạo, không hổ là tiên thể chính thức mà, thật có vô địch chi tư, danh bất hư truyền. Đạo vương tặng cho hắn 6 đại thần thông là dùng hoàng đạo đạo tắc ngưng tụ mà thành, cấu tạo phức tạp, chất chứa vô tận đạo diệu, uy năng vô hạn. Giang Nam đến nay chỉ là có thể miễn cưỡng từ đó nhìn ra một ít đạo lý, còn không cách nào hoàn toàn đem 6 đại thần thông này suy diễn đi ra. Mà thiếu hư lại dùng thần chủ tu vi dẫn đầu luyện thành 30 đầu hoàng đạo đạo tắc, thật sự khủng bố. Văn vở vị văn mới nghe lần đầu. Hoàng đạo đạo tắc của hắn tuy như trước rất là non nớt, xa xa không kịp đạo vương 6 đạo thần thông khủng bố như vậy. Nhưng hoàng đạo là hoàng đạo, bao trùm ở phía trên tất cả đại đạo đạo tắc khác, có một loại uy áp tự nhiên. Thiếu hư luyện thành đại đạo, ngoại trừ hoàng đạo ra còn có một loại đạo tắc khác nữa, so với hoàng đạo còn muốn cao đẳng hơn, còn muốn thuần túy, không phải nhân gian khí tượng. Chỉ có một đầu đại đạo nhưng lại cho người một loại cảm giác còn hơn bất luận đại đạo gì khác. Cỗ đại đạo này Giang Nam cũng không xa lạ gì, hắn ở trên vọng tiên đài đã từng gặp qua đại đạo cùng loại, trong Ma Tiên Chi Huyết cũng đã gặp, đó là đại đạo bên trong tiên quang, là tiên đạo. Người này rốt cuộc là đạt được ma tiên triển thú hay là tự nghĩ ra tiên pháp đây? Sắc mặt Giang Nam càng thêm ngưng trọng. Nếu đạt được ma tiên truyền thụ, luyện ra một đầu tiên đạo, cái kia không nói. Nếu người này lĩnh ngộ ra tiên pháp, chính mình luyện ra một đầu tiên đạo, vậy thì quá kinh khủng. Chính mình lĩnh ngộ cùng đạt được truyền thụ bất đồng. Đạt được truyền thụ, tu luyện chính là đại đạo của người khác. Nếu như không có đi ra con đường của bản thân, liền không cách nào siêu việt hơn tiền nhân, mà chính mình lĩnh ngộ thì có khả năng vô hạn. Có thể lĩnh ngộ ra tiên đạo, tự nhiên là không giống người thường. Bất quá, mặc dù thiếu hư có thể là đạt được ma tiên truyền thụ mới luyện thành một đầu tiên đạo, vậy cũng không phải chuyện đùa. Ngoại trừ Bỉ Ngạn Nữ Đế, Giang Nam còn chưa thấy qua nhân vật có thể khai sáng ra tiên pháp luyện thành tiên đạo. Thiếu hư là người đầu tiên. Người nọ là kình địch, không biết tiên đạo của hắn cùng nguyên thủy đại đạo của ta so sánh ai cao ai thấp đây.
Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, nguyên thủy đại đạo của hắn vừa mới cất bước, dung nạp vạn pháp, vạn đạo hợp lưu, mặc dù không có luyện thành hoàng đạo, không có luyện thành tiên đạo, thế nhưng chất chứa uy năng vô lượng. Hắn tuy khiếp sợ địa ngục xuất hiện tiên thể, nhưng chỉ có thưởng thức, cũng không có kính sợ. Chư quân, nguyên chỉ đại tôn tiến về cửu U Minh giới, giờ phút này chỉ sợ đã thất bại rồi. Thiếu niên thiếu hư kia đột nhiên mở miệng, thanh âm ở trong ma điện chấn động giống như tiên nhạc. Mới mở miệng liền có trùng trùng đại đạo chi âm, có thể trong người đốn ngộ. Mặt khác, rất nhiều địa ngục ma chủ, ma tôn, ma quân nhao nhao sợ hãi. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết hắn vì sao đột nhiên nói ra loại lời này. Thiếu hư mỉm cười nói, chấn thủ cửu U Minh giới chính là tân tú mới xuất hiện của chư thiên vạn giới, Tố Hoàn, Bạch Tố Thiên Hầu. Tài tình cùng thực lực của người này đều xuất sắc hơn nguyên chỉ đại tôn, là thần tôn có đế tứ. Bất quá nguyên chỉ đại tôn dẫn binh 100,000, mà trong tay Tố Thiên Hầu binh thiếu tướng ít. Nếu hai quân giao phong, chỉ biết giằng co không dứt thôi. Thế nhưng theo ta được biết, cửu U Minh giới cùng Huyền Minh Nguyên giới đều là địa bàn của một thiếu niên thần ma. Nguyên chỉ đại tôn đánh cửu U Minh giới, hiển nhiên là chạm đến nghịch lân của người này, tất nhiên sẽ chọc cho người nọ đến đây. Nếu rước lấy người nó, nguyên chỉ đại tôn tất bại. Chủ soái nói người nó là ai vậy? Hồn Thiên Ma Tôn chần chừ hỏi. Người này là Huyền Thiên giáo chủ Đông Cực Thần Triều Tả Thiên Thừa. Ta mấy ngày nay đọc qua tư liệu chiến tích của chư thiên vạn giới, rất nhiều thần chủ, thần tôn, thần quân lưu ý đến người này. Huyền Thiên giáo chủ chiến tích kinh người, có chi năng hơn người. Sắc mặt Thiếu Hư lạnh nhạt nói, hơn nữa ta còn lưu ý đến một việc. Từ lúc 110 năm trước đây, đế sứ dưới trướng Xâm La Ma Hoàng lên cùng người này từng có giao thủ. Lúc ấy đế sứ xuất lĩnh đại quân đánh cửu U Minh giới, kết quả bị Huyền Thiên giáo chủ công phá. Địa ngục đại quân ta bị huyết tẩy không còn. Lúc ấy Huyền Thiên giáo chủ là dùng chiến minh cự thú phá trận. Hắn đem cửu U Minh giới coi là hậu hoa viên của mình. Nguyên chỉ đại tôn đánh cửu U Minh giới, hắn há có thể ngồi yên không để ý đến đây. Nếu như ta đoán không sai mà nói, mấy ngày nữa tin tức nguyên chỉ đại tôn chiến bại sẽ chuyển đến thôi. Trong lòng mọi người nghiêm nghị ngay ngắn nói, là ở bên trong cuộc chiến đoạt tiên phù chém liên tục Xâm La Ma Hoàng hai phân thân Huyền Thiên giáo chủ sao? Phải, đúng là người này. Thiếu hư cười nói, người này to gan lớn mật, chuyện gì cũng dám làm. Dùng cách nhìn của ta, nếu hắn chiến bại nguyên chỉ đại tôn, nhất định sẽ đến trưởng lâu nguyên giới thám thính hư thực của ta. Hắn là chuyên gia làm giá ngụy đế hoàng thần thế, dùng biến hóa làm bộ dạng bất luận kẻ nào để cho người phân biệt không ra. Thậm chí còn từng ngụy trang qua quang vũ thần đế, đem quang vũ đế thân lửa đi. Trong lòng Giang Nam cũng nghiêm nghị, thiếu hư người này đối với hắn quả thực rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả hắn tinh thông đế hoàng thần thể, lừa gạt đi quang vũ đế thân cũng biết được nhất thanh nhị sở. Lại để cho hắn cảm giác chính là thiếu hư đối với hắn tràn đầy nghiên cứu, nhưng hắn đối với vị tiên thể này hoàn toàn không biết gì cả. Phải tiêu diệt người này thôi. Trong nội tâm Giang Nam sát ý bừng bừng bùng cháy. Bản thân tiên thể là một loại uy hiếp cự đại, huống chi người này đối với hắn nghiên cứu nhiều như vậy, đối với hắn tuyệt đối là một uy hiếp cực lớn. Bất quá nếu Huyền Thiên giáo chủ xâm nhập trưởng lâu nguyên giới, ta chắc chắn sẽ không thi triển đế hoàng thần thế. Hắn có một môn thần thông khác có thể cho hắn ẩn tàng dấu vết ở trong hư không, mặc dù đem hư không làm hỏng cũng không thể bức hắn đi ra được. Cái môn thần thông này, nếu như ta đoán không sai mà nói, là luyện thiên đại trấn. Thiếu hư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương vị của Giang Nam, mỉm cười nói, người nói ta nói có đúng hay không, Huyền Thiên giáo chủ? Các ma chủ, ma tôn, ma quân nhao nhao ngẩng đầu, từng ánh mắt pang pang hướng chỗ hương vị Giang Nam nhìn lại. Oanh! Một vị ma tôn ngang nhiên ra tay oanh kích hư không, muốn đem Giang Nam bức ra. Bất quá một kích này đem hư không đánh cho nát bấy, cũng không có thấy tung tích của Giang Nam. Xoẹt! Lại có một ma quân thò ra bàn tay lớn, là bàn tay tràn ngập kim hồng, bàn tay bao phủ nghiền nát hư không, đem phiến hư không này muốn bắt nhập vào trong trường. Cạch! Một căn trúc tía từ trong hư không phá thành mảnh nhỏ bay ra, di tốc cùng bàn tay này liên tục va chạm mấy trăm lần, đem bàn tay này bức về. Sau đó
thân ảnh Giang Nam xuất hiện ở trong ma điện, chính diện với mọi người. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi vậy mà thật sự dám xuất hiện ở chỗ này sao? Địa ngục cường giả ầm ầm đứng dậy, sát khí xông thẳng lên trời, đang muốn động thủ đem Giang Nam bắt giết, đột nhiên Thiếu Hư khoát tay cười nói: "An tâm một chút, chớ nóng vội. Ta đối với giáo chủ tuổi trẻ tài tuấn bậc này cũng là cực kỳ thưởng thức á. Huyền Thiên giáo chủ hoàn toàn chính xác danh bất thư truyền, có đại năng lực lẻn vào trong ma điện của ta. Địa ngục ta rất nhiều thần ma cũng không thể phát hiện ra được. Nếu không có giáo chủ thưởng thức bộ ngực sữa của đại anh thần chủ, tim đập nhanh nửa nhịp, ngay cả ta cũng phát hiện không được ngươi đâu." Giang Nam vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói: Quá khen, đa tạ. Đại anh thần chủ có rất nhiều thú vị nhìn hắn, trêu ghẹo nói: "Huyền Thiên giáo chủ, ngực người ta có đẹp mắt hay không?" Giang Nam nghiêm nghị nói: "Đẹp mắt, thật là lớn à." Đại anh thần chủ bật cười, phong tình ngàn vạn, tay ngọc thon thon giơ lên, hướng Giang Nam chụp tới, nhõng nhẽo cười nói: "Giáo chủ đã cảm thấy ngực người ta đẹp vậy, phải không bằng lưu lại đi, người ta cho ngươi xem đầy đủ, có được không?" Đại anh thần chủ thật là hào sáng, bất quá hôm nay người quá nhiều, ngày khác ta cởi y phục của ngươi xuống, lại dần dần xem sau. Giang Nam cười ha ha, thân hình đột nhiên biến mất. Muốn đi sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Các ma chủ, ma tôn, ma quân liền bạo lên, từng đạo thần thông oanh kích ở trong hư không. Giang Nam biến mất, phiến hư không kia lập tức bị đánh hóa thành bột mịn. Ma chủ, ma tôn công kích coi như bỏ qua, ma quân công kích mặc dù là Giang Nam luyện thiên đại trận cũng không chịu nổi, bị oanh từ trong hư không hiển lộ ra thân ảnh, trong miệng tràn huyết, cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Vù vù vù, nhiều thân hình bay lên, bay ra khỏi ma điện đuổi giết mà đến. Trong khoảnh khắc đại điện trống rỗng, chỉ còn lại có Thiếu Hư một mình. Những người này chưa hẳn có thể lưu lại Huyền Thiên giáo chủ, bất quá cũng có thể để cho hắn ăn phải thiệt thòi lớn, làm hắn không dám khinh thường địa ngục ta. Thiếu Hư chắp hai tay sau lưng, không cùng mọi người đuổi giết Giang Nam, lắc đầu cười nói: "Thật đáng tiếc, không có cơ hội tự mình cùng người này giao thủ. Nếu có thể chầm hắn dưới tay thì..." Đột nhiên một tiếng quát lớn như sét truyền đến: "Ta sẽ cho như ngươi mong muốn." Chỉ nghe một tiếng ngầm vang nổ mạnh, một cây đỉnh trượng trong thời gian ngắn xuất hiện ở đỉnh đầu Thiếu Hư, hướng hắn hung hăng mà đập tới. Sắc mặt Thiếu Hư kịch biến, quát tháo một tiếng. Ở trong thiên đình, một mặt bảo ấn bay ra, đế uy tràn ngập, nghênh tiếp đỉnh trượng, rõ ràng là một kiện đế bảo. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, hai đại dị bảo va chạm, bảo ấn sinh sinh bị đè xuống, ngay cả trượng mang ấn cũng một chỗ đánh tới Thiếu Hư. Vô lượng tiên quang phún dũng, đầu tiên đạo trong cơ thể Thiếu Hư kia thúc dục, uy năng bao trùm ở trên vạn đạo bộc phát nghênh hướng đỉnh trượng cùng bảo ấn. Bành! Thân hình Thiếu Hư bay lên, hung hăng đâm vào trên vách tường ma điện, trong miệng tràn máu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người vừa mới rời đi chỉ là một chân thân, lưu lại chính là bản thể sao? Thiếu Hư đạo hữu quả nhiên là thông minh, nháy mắt thôi liền biết được, vừa rồi dẫn mọi người đi chỉ là một chân thân của ta mà thôi. Thân hình Giang Nam xuất hiện ở bên trong ma điện, cầm đỉnh trượng trong tay, tay phải nâng tạo hóa tiên đỉnh. Trong tiên đỉnh tiên quang dày đặc, còn có một món pháp bảo vẫn bên trong rèn luyện, chỉ lộ ra một điểm. Tạo hóa tiên đỉnh rung động, đem tiên huyết Thiếu Hư chảy ra, cuồn cuộn mà nổi lên, rơi vào trong đỉnh. Chân thân vừa rồi kia là kiếp trước chân thân của ta. Giang Nam cầm trượng lướt đi, cười hỏi: Thiếu Hư đạo hữu, là thế nào ngươi biết ta có chân thân vậy? Huyền Thiên giáo chủ quả nhiên như trong tình báo, là một người thích nghiên cứu huyết mạch á. Thiếu Hư khắp cả người tiên quang lượn lờ, quanh thân thương thế nhất thời không cánh mà bay, bảo ấn tung bay đỡ một kích của đỉnh trượng, uy năng kinh khủng mọi nơi bạo phát ra. Ma điện này không nhịn được, từng cây đồng trụ thật lớn nhộn nhịp sập đổ, thậm chí ngay cả đỉnh điện cũng bị nát bấy hất bay. Con người Giang Nam co rút nhanh, vừa rồi một kích kia của hắn ra không công thiếu, lấy tiên đỉnh dị bảo bậc này toàn lực một kích, hơn nữa còn là đánh lén, lại còn không có thể làm bị thương nặng được người này. Hiện tại nhìn ra Thiếu Hư tối đa chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Người giả tạo đủ loại thần thế, thậm chí ngay cả tiên thế cũng giả tạo được, bất quá
Dạ, thủy chung vẫn là giả thôi. Thiếu Hư mỉm cười, có khí độ bao trùm ở trên chư thiên, mặc dù mới vừa rồi bị Giang Nam đánh lén, đắc thủ, cũng không tức giận chút nào, không có nửa phần đả kích khí thế cùng khí độ của hắn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, trong khoảnh khắc là trăm ngàn chiêu đụng nhau, ma địa này liền tứ phân ngũ liệt, san thành bình địa. Huyền Thiên giáo chủ, tiên phàm khắc biệt, người tính có cố gắng hơn nữa, cũng cùng ta, trong lúc đó ở giữa có một cái rãnh trời, không cách nào vượt qua được. Về phần biết ngươi có hai chân thân, thì là bởi vì ngươi ở bên trong La Thiên đại chiến, bại lộ ra bản thân, hai chân thân kia. Đỉnh đầu của Thiếu Hư đột nhiên có một đạo thanh khí lao xa, hóa thành một mảnh tiên thổ, tiên quang gột rửa, có tiên nhân tiên thú ở trong đó rong chơi, có diệu pháp tiên âm mơ hồ truyền đến. Đạo tiên thổ này vừa ra, liền vạn pháp bất xâm. Hắn cười nói, chỉ là ta thật không ngờ là ngươi cư nhiên cả gan làm loạn như vậy, lại giảo hoạt giả dối như vậy, cho một kiếp trước chân thân dẫn dắt người khác rời đi, bản thể thì lại ở nơi đấy. Mặc dù hắn không thừa nhận cũng không được, Giang Nam thật là to gan lớn mật, cường giả bên trong ma điện nhiều ra sao, ở nguy cơ trước mắt này còn có thể nghĩ ra mưu kế giả dối như vậy, phái ra chân thân kiếp trước dẫn dắt cường giả rời đi. Giang Nam thanh sắt một tiếng, tạo hóa tiên đỉnh bay lên, rơi vào đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân. Trong đỉnh, tiên quang cột rửa rũ xuống, cũng là vạn pháp bất xâm, thẳng lướt tới cười nói. Đạo hữu, người lấy giải ta như vậy, ta cũng không có ý tứ không giết ngươi. Người giết không được ta đâu, vừa rồi ngươi đánh lén cũng không có thể giết được ta, hiện tại tự nhiên là càng không có khả năng. Thiếu Hư kích phát uy năng bảo ấn, đầy uy cái thế, đỡ chân tiên đỉnh cười nói. Đây cũng là chân vạc của tạo hóa tiên đỉnh sao? Rơi vào tay của ngươi, đó là phung phí của trời, bởi vì ngươi căn bản không có luyện tiên đạo, không cách nào thôi động bảo vật này. Mà nếu như rơi vào trong tay của ta, lại có thể đem uy năng kia phát huy được. Quanh người hắn, tiên đạo quấn quanh, tiên âm chấn động, đột nhiên tiên đạo hóa thành một ấn. Giang Nam khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trong tay mình chân tiên đỉnh nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ cùng Thiếu Hư tiên đạo cộng minh cộng hưởng, muốn từ trong tay của hắn bay ra. Giang Nam quát tháo một tiếng, sau đầu dâng lên một vòng trăng tàn, ánh trăng quạnh quẽ bắn vào bên trong hai tròng mắt của Thiếu Hư. Ồ, cái này là quỷ giới quỷ đế chứng đế chi bảo thất phách đoạt hồn câu sao? Thiếu Hư bị thất phách đoạt hồn câu chiếu ở hai tròng mắt, lại lơ lễnh cười nói, chẳng bao lâu trước ngươi dùng hai kiện pháp bảo này giết chết không biết bao nhiêu thần tôn đã thành danh. Bất quá ngươi không phải là người của quỷ giới, bên trong công pháp ngươi tu hành cũng không có công pháp quỷ giới. Ta có thể nhìn ra được, bên trong đại đạo của ngươi không có quỷ giới đại đạo. Hắn cười đến rất khoái trá. Thôi động như ngươi, thất phách đoạt thần câu, dựa vào đó là thần tính của ngươi thôi. Ta từng nghe nói Xâm La Ma Hoàng ở trong tay ngươi thiệt thòi lớn, tổn thất 1/10 thần tính. Nghĩ đến ngươi luyện hóa thần tính của hắn ta, Xâm La Ma Hoàng thần tính mạnh nhất rồi, 1/10 thần tính của hắn đủ để có thể so với thần đế thần tính rồi. Giang Nam khẽ nhíu mày, thu thất phách đoạt hồn câu. Thiếu Hư này hầu như đào ra tất cả bí mật của hắn, quả thực có thể nói là đáng sợ. Tiếng trống thùng thùng truyền đến, một chi nhánh địa ngục đại quân trong trưởng lâu nguyên giới bị hai người giao thủ động tĩnh kinh động, nhộn nhịp vọt tới, bày từng ngọn đại trận bao phủ hàng tỷ dặm hư không, đem hai người vây ở trong đó. Cũng rất may, thất phách đoạt hồn câu của ngươi cũng chém không ra thần tính của ta được, bởi vì thần tính của ta cũng là đế cấp ba. Thiếu Hư cười ha ha, thế tiến công đột nhiên mãnh liệt vô số lần, sau đầu trọng trọng thần luân chuyển động, từng đạo hoàng đạo thần thông oanh hạ, bá đạo tuyệt luân, thậm chí so với Nguyên Chỉ đại tôn xuất thủ còn muốn cay độc hơn. Huyền Thiên giáo chủ, mới vừa rồi ngươi không có nhân cơ hội rời đi, có thể nói không khôn ngoan rồi. Tất cả bản lĩnh của ngươi đều bị ta biết được, mà ta ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay ta liền đem ngươi chém giết ở đây. Sau đầu Giang Nam, thần luân điên cuồng chuyển động, thần thông hai người đối kháng, trên tay đồng thời thống hạ sát thủ, đỉnh trượng cùng trường côn chấn động, trong khoảnh khắc liền đối kháng mấy vạn chiêu. Tốc độ thần ma xuất thủ cực nhanh, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản thấy không rõ thần thông, thần thông cũng đã phát ra. Hai thần hình ở trên hư không va chạm, đột nhiên động vào bên trong một tòa đại trận. Tòa đại trận kia là do 10 vạn thần ma đại quân bố trí mà thành,
trận pháp thôi động, ngay cả thần quân cũng có thể lưu lại. Thế nhưng Thiếu Hư rơi vào bên trong trận pháp, khiến ma tướng thống ngự đại trận chân tay luống cuống, không dám thôi động đại trận. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại trận bị hai người sinh sôi phá khai. Tôn Tôn thần ma bị bọn họ đụng phải thân thể tứ phân ngũ liệt, tàn chi bốn phương tám hướng ngã xuống. Thậm chí có người lật vào lúc bọn họ giao thủ, mọi nơi bắn ra thần thông dư ba, trực tiếp mà nổ tung. Đỉnh đầu Giang Nam có vô số đại đạo ngưng tụ hóa thành thiên đạo bảo chuông, quang quang rung động. Mà Thiếu Hư cũng quát tháo một tiếng, đỉnh đầu cũng có một ngụm bảo chuông hình thành, là Lưu Sử Ma Đế Hoàng Cực Đạo Chuông. Hai cái chuông lớn va chạm, hai hai tan vỡ. Bất quá Thiếu Hư còn là mạnh hơn Giang Nam một bậc, đạo âm Hoàng Đạo Cực Chung trùng kích Giang Nam, chấn đến khí tức của hắn có chút tán loạn. Leng keng leng keng, ba thanh thiên ý Chu Thiên Kiếm phóng lên cao, quay chung quanh Thiếu Hư, bao quanh mà bay lượn, chém thân thể của hắn. Thiếu Hư tức cười cười nói: Huyền Thiên giáo chủ, người có thiên đạo thần thông, lẽ nào cho rằng ta không có sao? Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Oanh, hắn một cái hoàng đạo đạo tắc bay ra, hóa thành một mặt bảo ấn uy năng kinh khủng, như minh hải cuồn cuộn. Trên minh hải trôi địa ngục vạn giới, tập hợp vạn giới cùng minh hải chi lực quanh tới, đem ba thanh thiên ý Chu Thiên Kiếm chấn vỡ. Minh Hải Vạn Ngục Ấn chính là địa ngục thiên đạo chí bảo, chư thiên vạn giới thiên đạo bị nghiền nát, được đề luyện ra chín đại thiên đạo chí bảo. Nhưng địa ngục thiên đạo là thiên đạo hoàn chỉnh, luyện thành Minh Hải Vạn Ngục Ấn, uy năng so với chín đại thiên đạo chí bảo liên hợp cùng một chỗ mạnh hơn. Hiển nhiên rất nhiều ma hoàng của địa ngục đối với Thiếu Hư cực kỳ coi trọng, cho hắn là một phương thiên lý mã, thậm chí không tiếc cho hắn tham quan học tập Minh Hải Vạn Ngục Ấn, giúp hắn luyện thành hoàng đạo đạo tắc. Sau khi Minh Hải Vạn Ngục Ấn nổ nát thiên ý Chu Tiên Kiếm, liền hướng Giang Nam chấn áp mà đến. Đỉnh đầu của Giang Nam có một đạo thiên quang lao ra, hóa thành chân thân kiếp sau, giơ tay lên là từng đạo thiên đạo thần thông oanh tới. Từng đạo thiên đạo thần thông va chạm Minh Hải Vạn Ngục Ấn, lại bị chấn cho nát bấy. Mặt bảo ấn thần thông này thế không thể ngăn cản. Đột nhiên Giang Nam chân thân kiếp sau giương tay, một búa khai thiên sinh sôi bổ vào trên Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Chỉ thấy uy năng của Minh Hải Vạn Ngục Ấn nở rộ, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, dĩ nhiên đỡ uy năng của khai thiên ấn. Giang Nam chân thân kiếp sau tái khởi một ấn, hóa thành diệt thế đại mài, sinh sôi định trụ Minh Hải Vạn Ngục Ấn, nhưng không cách nào đem bảo ấn thần thông này mà ma diệt. Thiên quang bay lên, rốt cục đem đạo hoàng đạo đạo tắc này biến thành bảo ấn nổ nát ra. Chân thân kiếp sau của hắn cũng bởi vậy hao hết pháp lực, Giang Nam phải đem chân thân này thu hồi, chỉ để lại 12 hóa thân của bản thân đứng ở bên trên liên trì, từng đạo thần thông đánh hạ. Không tệ, không tệ, Thiếu Hư cười to. Minh Hải Vạn Ngục Ấn là đệ nhị thần thông của ta, Huyền Thiên giáo chủ, người dĩ nhiên có thể tiếp được, có thể thấy được ngươi thật là danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi có thể tiếp được ta đệ nhất thần thông hay sao? Khí tức của hắn tăng vọt, tiên đạo bốc lên, hóa thành một mảnh tiên vực, ầm ầm hướng Giang Nam áp tới. Đây chính là tiên vực đại thần thông, tiên pháp cấp bậc thần thông. Cỗ thiên uy này so với vừa rồi càng mạnh hơn, càng thêm hạo hãn mênh mông. Không hổ là thần thông thứ hai của hắn. Hắn có 30 đạo hoàng đạo, trong đó 29 đạo tất nhiên là địa ngục, 29 đạo ma hoàng ma đế hoàng đạo thần thông. Mà đạo hoàng đạo thứ 30 là địa ngục vạn giới thiên đạo, quan sát Minh Hải Vạn Ngục Ấn khai sáng ra thành tiệu cực trí. Tiên thể thành tiệu văn hoa, các phương diện cũng đạt đến cực hạn. Ở trong tay của hắn, các loại thần thông cực trí nở rộ, bá đạo tuyệt luân, tinh mỹ tuyệt luân. Mặc dù là thần đế chuyển thế, nhiều nhất cũng chỉ là một hai phương diện đạt đến thành tiệu cực trí. Nhưng tiên thể lại có thể, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng có thể đạt đến thành tiệu cực trí. Khai thiên! Giang Nam quát khẽ, rốt cục tự mình vận dụng thần thông mình mở ra, tay như đại phủ khai thiên, mở hỗn độn hồng mông, từ bên trong hỗn độn mở ra một thiên địa hoàn chỉnh. Một ấn này có tiên nhân khai thiên tích địa chi thế, bao quát đủ loại đại đạo, thậm chí còn có thiên đạo, hung hăng bổ vào phía trên Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Từ xa nhìn lại, một bố này tựa như mở ra một thế giới huy hoàng sáng lạn, huyền hoàng bốc hơi, âm dương vận chuyển, thiên địa nhân mạnh mẽ xuất hiện, tứ tượng như trụ chống đỡ mở thiên địa, ngũ hành phân chia, lục hợp mở, bát hoang chia phần, nhật nguyệt ngôi sao di động hiện ra bên trong tinh không sáng lạn, thiên đạo vận chuyển chất chứa thế giới chi lực.
Oanh! Minh Hải Vạn Ngục ấn chấn động, hai loại thần thông nguy năng tận tình nở rộ. Một ấn này của Giang Nam bày ra vô tận đại đạo đều sụp đổ, vẫn là không ngăn được uy năng của Minh Hải Vạn Ngục ấn. Minh Hải Vạn Ngục ấn dù sao cũng là thiên đạo chí bảo hoàn chỉnh, chất chứa tất cả thiên đạo của địa ngục vạn giới, điều động uy năng thật sự lớn, không thể tin được. Mà thiên đạo của chư thiên vạn giới không hoàn chỉnh, khai thiên ấn có được uy năng vô lượng, thế nhưng dù sao cũng có chỗ thiếu hụt thiên nhiên. Chẳng qua tu vi pháp lực của Giang Nam ở bên trong kích tăng, tuy rằng khai thiên ấn bị phá, thế nhưng uy năng của Minh Hải Vạn Ngục ấn cũng bị đánh mất không ít, uy lực giảm đi rất nhiều. Diệt thế ấn! Giang Nam hai tay quấy, chỉ thấy diệt thế lại mài mọc lên, định trụ Minh Hải Vạn Ngục. Oanh long quấy phá, đem một ấn này của thiếu hư cắn nát. Hóa tiên! Quanh thân hắn, tiên quang bay vút lên, cực chí thăng hoa, giống như một tồn tại phi thiên. Một ấn này mang theo uy năng cực chí, diệt sạch hết thảy, lại tràn ngập mỹ cảm kinh động tâm phách, hóa tiên mà đi. Ngụy tiên thể của hắn thúc dục, giờ khắc này tiên quang lượn lờ, đem thân thể của hắn thúc dục vô hạn tiếp cận tiên thể, mới có thể thi triển ra một kích kinh diễm như vậy. Huyền Thiên giáo chủ, vô ý tam ấn của ngươi đích xác kinh người, ngay cả ta cũng cực kỳ bội phục. Thiếu hư cười ha ha, quanh thân tiên quang mãnh liệt, giống như một tiên nhân chân chính hạ phàm vậy. Chẳng qua giá thủy chung là giá, người bắt chước một kích tiên thể hóa tiên, thủy chung so ra kém tiên thể chân chính, tiên đạo chân chính. Người hóa tiên cũng là đi vào trong tiên vực của ta, là một tiểu tiên trong tiên vực của ta mà thôi. Tiên vực triển khai, Giang Nam cực chí thăng hoa, lại vẫn rơi vào bên trong tiên vực của hắn, không thể bay ra khỏi tiên vực. Hóa tiên ấn cũng không có thể đánh tan tiên vực, thậm chí ngay cả mảnh thiên địa này cũng không có thể lay động. Hiện tại ta cho ngươi nhìn xem thành đạo chi bảo của ta. Thiếu hư quát tháo một tiếng, hào quang tiên vực đại phóng, hiện ra một quyển sách quý. Sách quý rầm rầm mở ra, từng tiên văn từ trong sách quý hiện lên, mỗi một chữ cũng chất chứa tiên quang tiên đạo, uy năng khủng bố kinh người. Tiên quang nở rộ, phần phật lạp bay xuống, nhô lên cao hướng Giang Nam trong tiên vực chấn giết mà tới. Giang Nam xếp bằng mà ngồi, đỉnh đầu tiên quang trong tạo hóa tiên đỉnh bay lên trời, từng cái tiên văn oanh hạ, hết thảy bị tòa đại đỉnh này đỡ lại. Tiên văn oanh nhập trong đỉnh, làm khẩu đại đỉnh này xuất hiện càng nhiều vết dạn. Hắn đệ tứ tòa thiên đình còn ở bên trong kiến cấu, làm pháp lực của hắn liên tiếp tăng vọt, cũng không có bởi vì khai thiên tam ấn thi triển ra mà hao hết tu vi. Vù! Một đại đạo to lớn từ trong cơ thể hắn bốc hơi mà dậy, giống như một cây cột đứng vững. Tiên văn sách quý oanh hạ tiên văn dư âm, gặp được đại đạo này, hết thảy bị hấp thu sạch sẽ, không có thương tổn hắn mảy may. Đây chính là nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy đại đạo thậm chí nhảy vào bên trong tạo hóa tiên đỉnh, cùng tiên đỉnh tương liên. Chẳng qua ánh mắt thiếu hư lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra Giang Nam không phải là chỉ dùng đại đạo của mình đi rèn luyện củng cố tạo hóa tiên đỉnh, mà là dùng đại đạo này đi rèn luyện kiện pháp bảo trong đỉnh ra kia. Còn kiện pháp bảo kia rốt cục là bảo vật gì, ngay cả hắn cũng chẳng phân biệt được, chỉ có thể chứng kiến trong đỉnh vô số đại đạo đan vào, loại đại đạo kỳ dị cùng đại đạo của Giang Nam không ngừng dũng mãnh vào bên trong pháp bảo này, gia tốc pháp bảo trưởng thành. Muốn mượn tay của ta mà luyện bảo sao? Thiếu hư há mồm phun ra một đạo tinh khí dũng mãnh vào bên trong thiên văn sách quý, chỉ thấy cuốn sách quý này nhất thời uy năng tăng vọt, luân phiên oanh hạ. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, tạo hóa tiên đỉnh rút cục khó có thể thừa nhận uy năng của tiên văn sách quý, đột nhiên nở tung tứ phân ngũ liệt. Chẳng qua khẩu tiên đỉnh này bị phá vỡ, thế nhưng mảnh nhỏ không có bắn tung tóe ra mọi nơi, mà là vẫn quay chung quanh kiện pháp bảo kia bay múa, gào thét luân chuyển, từng mảnh nhỏ tan rã, không ngừng dung nhập vào bên trong pháp bảo này. Tiên văn sách quý oanh kích lên, tiên uy tràn ngập. Chẳng qua oanh tới bên cạnh pháp bảo kia, liền thấy uy năng tiên văn bị kiện pháp bảo kia cắn nuốt, uy năng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngay cả tiên văn cũng bị nuốt vào trong pháp bảo này. Đạo ta một khi thành, vạn đạo hợp lưu. Giang Nam ngâm nga một tiếng, từ từ đứng dậy. Kiện pháp bảo kia vẫn đang không ngừng cắn nuốt luyện hóa tạo hóa tiên đỉnh, chỉ thấy mảnh nhỏ tiên đỉnh càng ngày càng ít đi, dần dần lộ ra chân diện mục của pháp bảo này. Chỉ thấy pháp bảo này cực kỳ cổ quái, một chút mũi kiếm là hỗn độn, hai phần mũi kiếm là huyền hoàng, hướng về phía trước lại đi một chút, đó là ba lăng tam giác hợp thành thiên địa nhân.
Tiếp theo là bốn lăng tứ phương, tượng trưng cho tứ tượng. Tiếp tục ngũ hành năm sừng, lục hợp bát hoang, lại có 10 thiên can, 12 địa chi, 24 tinh tú. Tới chuôi kiếm là thiên cương địa sát, chu thiên tinh đấu ngân hà. Quay quanh chuôi kiếm, mà chuôi kiếm chính là vạn đạo hội tụ thành một đại đạo. Hậu phương đại đạo đó là cuối chuôi kiếm, hình như mũi xe bảo phủ thiên địa, là thiên đạo đạo tắc ngưng tụ mà thành. Bên trong thần luân của Giang Nam dị vang chấn động, hàng tỷ đại đạo dũng mãnh tuôn vào, dắt vào trong cơ thể của hắn. Đệ tứ tòa thiên đình rõ ràng đã hoàn thành đạo tắc phản lưu hội tụ nguyên thủy. Đây chính là thần chủ, mà bên trong thanh bảo kiếm kia cũng là vạn đạo nước lũ hội tụ nguyên thủy, cùng khí cơ của hắn dung hợp, cùng đại đạo của hắn mà dung hợp. Giang Nam lấy tay cầm chuôi kiếm, phía sau bốn trọng thiên đình, một trọng thiên cung chớp lên, một kiếm huy đi, tiên vực thường thường vỡ ra, cất bước đi ra khỏi tiên vực. Giang Nam bấm tay đạn kiếm, hàng tỷ loại đại đạo nổ vang. Tiếp theo, hàng tỷ loại đại đạo chi âm hóa thành một loại đạo âm, trùng trùng điệp điệp, giống như đại đạo sông dài, quán thông từ hàng cổ đến hiện tại rồi đến tương lai. Pháp bảo của ta vừa ra, vạn bảo thần phục. Thanh nguyên thủy chứng đạo kiếm này liền là thành đạo chi bảo của ta. Giang Nam một kiếm chém về phía Thiếu Hư, hàng tỷ loại đại đạo đi vội, hội tụ thành một thể, hóa thành nguyên thủy đại đạo, lực áp vạn giới, uy chấn chư thiên, chấn áp muôn đời, duy ngã độc tôn. Thiếu Hư thúc giục tiên văn sách quý, sách quý nở rộ tiên quang, ngăn cản nguyên thủy chứng đạo kiếm. Chỉ thấy từng đạo tiên văn phá diệt, bị nguyên thủy chứng đạo kiếm cắn nát, dung nhập bên trong chứng đạo kiếm. Oanh! Hai bảo va chạm, tiên âm, nguyên thủy đạo âm mãnh liệt, hào quang của tiên văn sách quý bị một kiếm tước đi ảm đạm. Thân thể Thiếu Hư rung mạnh, bị chấn đến khí huyết bốc lên, nhịn không được rút lui từng bước. Giang Nam tay áo tung bay, cất bước tiến lên. Nguyên thủy chứng đạo kiếm hào quang lại hiển nhiên sáng một phần, hàng tỷ loại đạo đạo trong thân kiếm đổ ra, làm quanh thân thanh bảo kiếm này hiện ra đủ loại dị tượng. Hỗn độn thiên long, đại nhật kim ô, minh nguyệt bảo thụ, ngân hà tinh không, còn có vô số loại dị thú thần thông, vô số thần ma hư ảnh, lại có tôn tôn thần đế ma đế hư ảnh mà hiện lên, quay chung quanh chứng đạo kiếm quỳ bái. Thiếu Hư đạo hữu, người nghĩ ta đoạt tiên huyết của ngươi là vì nghiên cứu như thế nào thành tựu tiên thể hay sao? Giang Nam lại là một kiếm chém tới, cười nói: tiên thể tính là cái gì đây? Tương lai ta chứng đạo phi tiên, còn ta cũng là tiên thể. Ta chỉ là mượn tiên huyết của ngươi đến luyện thành đạo chi bảo này của ta mà thôi, lấy phục tiên đạo. Thiếu Hư toàn lực tế lên tiên văn bảo thư đối chiến với một kiếm này, uy năng của tiên văn bảo thư lần nữa bị hao tổn, lại bị nguyên thủy chứng đạo kiếm lột bỏ không ít uy năng, tiên quang càng phát ra ảm đạm, để cho hắn đau thương không dứt. Trong lòng của hắn càng tức giận, vừa rồi Giang Nam một câu con của ta cũng là tiên thể, quả thực đem hắn tức giận đến không nhẹ. Tiên thể là cao quý bậc nào, hạng gì khó tìm đây? Địa ngục vạn giới cùng chư thiên vạn giới, hai đại vũ trụ trong 5.400 vạn năm lịch sử cũng không quá đáng gần kề xuất hiện hai vị, hơn nữa là ứng kiếp mà sinh, nếu không có kiếp vận, tiên thể cũng sẽ không hiện thế. Thiếu Hư xuất thế, tụ tập số mệnh địa ngục vạn giới tại một thân. Địa ngục 29 ma hoàng ma đế đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, không tiếc đem thành tựu cực hạn của mình truyền thụ cho hắn, đại lực tài bồi hắn. Hắn là tồn tại mà tất cả mọi người, kể cả ma hoàng, cũng không dám khinh thường. Giang Nam rõ ràng tóe ra một câu: tương lai ta chứng đạo phi tiên, con của ta cũng là tiên thể. Cái loại lời này quả thực đối với hắn nhục nhã tới cực điểm. Quả thật, nếu Giang Nam chứng đạo thành tiên, sinh ra nhi tử, hoàn toàn chính xác có khả năng là tiên thể, nhưng sẽ không tụ tập số mệnh ngàn vạn thế giới gia cố một thân, không cách nào cùng Thiếu Hư là hạ giới trời sinh tiên thể bậc này và so sánh. Giang Nam nói ra là bôi nhọ hắn, đả kích lòng tin tín niệm của hắn. Thiếu Hư giết ra nóng tính, bắt đầu toàn lực bộc phát. Một trận chiến này hắn đã không có thông dong bình tĩnh như lúc trước nữa, không thể không tận ra nội tình của bản thân. Mà bên trong tiên vực, tiên văn bảo thư phần phật lật qua lật lại, tiên quang vạn trượng, tiên đạo nổ vang, mà đế bảo chi ấn này thì tràn ngập đế uy, mà đế đại đạo tràn ngập lực áp Giang Nam. Cùng lúc đó, bên trong mi tâm tử phủ của hắn lại có từng kiện pháp bảo bay ra, có tất cả 30 kiện. 30 kiện pháp bảo này, trong đó 29 kiện là địa ngục, 29 ma hoàng ma đế, chứng đế chi bảo phòng chế phẩm, một kiện là minh hải vạn ngục ấn phòng chế phẩm.
pháp bảo uy năng còn muốn hơn thần thông. Mà những pháp bảo này tuy là thiếu hư phỏng chế ra mà luyện bảo vật, nhưng lại cùng 30 đạo hoàng đạo đạo tắc của hắn hoàn mỹ tương hợp. 30 đạo hoàng đạo thúc giục những pháp bảo này uy lực cường đại là cỡ nào đây? Những pháp bảo này một khi tiến lên, so với vừa rồi hắn đơn thuần thần thông công kích cường đại gấp 2. Nhất là Minh Hải Vạn Ngục Ấn càng là che đậy thiên đạo của chư thiên vạn giới, để cho trong phiến tinh không này thiên đạo thác loạn, các loại đại đạo thác loạn. Cỗ uy năng này để cho quần tinh run rẩy, tinh hà trầm luân. Hai người giết đến ở chỗ sâu trong tinh hà, quần tinh ở dưới uy năng của chư bảo nhao nhao vỡ ra, minh hải tràn ngập, phảng phất ở chỗ sâu trong tinh hà đột nhiên xuất hiện một tòa địa ngục vạn giới khác nữa. Vạn giới ở trên không minh hải mà trôi nổi, chỗ minh hải đi qua, thậm chí ngay cả từng quả mặt trời cũng bị dội tắt, ảm đạm không có ánh sáng. Hai người giết đến phía trên một quả tinh cầu, sau một khắc, quả tinh cầu rộng lớn nghìn vạn dặm này bắt đầu sụp xuống, vô số dãy núi chấn động hóa thành bột mịn, biển cả bị bốc hơi, lôi vân ở trong tầng khí quyển này quấy phá, một bức tình hình khủng bố, hủy thiên diệt địa. Một hơi thời gian không đến, quả tinh cầu này liền triệt để biến mất, không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đoàn hồng mông tử khí vô cùng tinh thuần. Tử khí không lớn, chỉ có phạm vi mấy trượng, lại nặng vô cùng. Nguyên thủy chứng đạo kiếm trong tay Giang Nam nhẹ nhàng nhảy lên, đoàn hồng bông tử khí này cũng biến mất không thấy gì nữa, bị nuốt vào bên trong chứng đạo kiếm. Chứng đạo kiếm tràn ngập từng sợi hồng bông tử khí, như là kiếm tuệ, nhẹ nhàng khẽ động là tử khí ngàn vạn. Sau một khắc, hai người giết đến trung ương tinh hệ nho nhỏ này. Trên thái dương, ánh lửa hừng hực kia, chung quanh đều là nguyên một đám gột khí cực lớn, do độ lửa tạo thành. Từng bọt khí đều có phạm vi mấy trăm vạn dặm, có thể dung nạp tinh cầu. Hai người ở trên thái dương vô cùng nóng rực, tựa hồ không có cảm giác gì. Giang Nam một kiếm đâm tới, chỉ thấy một kiếm này đâm ra hơn 100 triệu loại đạo tắc từ trong thân kiếm tràn ra, hóa thành hơn 100 triệu chủng thần thông dị tượng. Vù một tiếng, đem tất cả đại hỏa bên trong mặt trời dưới chân hết thảy thổi bay, chỉ còn lại có một quả thái dương tinh hạc đen nhánh. Đinh! Sắc mặt thiếu hư ngưng trọng, tế lên tiên văn bảo thư, lưỡng bảo va chạm. Tiên quang sáng lạn, mọi nơi bốc hơi. Tiên quang tràn ra, pang một tiếng, đưa tinh hạch dưới chân bọn chúng, xoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, tan rã ở bên trong tiên quang.